Xin chào các cô chú, các anh chị, các bạn và các em. Đây là một thành viên mới ở trong gia đình mình. Em mới được chỉ có khoảng 8 tuần thôi. Thương em lắm cả nhà. Nhà người ta đẻ rất là nhiều em bé như vậy. Một lớp thì người ta bán đi và còn vài em thì người ta giữ lại. Nhưng mà người ta bỏ em, không có săn sóc cho em. Rất là tội nghiệp. Và em đã bị bệnh Rồi em bị ghẻ nữa Cho nên là con gái mình lên online Thấy như vậy Rất là xót xa Cho nên con gái mình liên lạc với em Để mua Và Đấu tranh với rất là nhiều người Cuối cùng mua được em với giá là 800 đô Mang em về nhà Chữa bệnh cho em Hiện bây giờ thì những cái vết ghẻ ở trên đầu của em cũng còn mấy mấy cái ghẻ nho nhỏ. nhỏ thương lắm cả nhà yêu quá ha một chút chia sẻ với cả nhà về em mới